Thưa quý vị và các đồng chí, trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa điểm được rất nhiều du khách ưu tiên lựa chọn để du lịch và nghỉ dưỡng. Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động các biện pháp đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, công an các đơn vị địa phương đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh xử lý các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn. Ngay trước kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập chiến công xuất sắc, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô liên tỉnh, thu giữ số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố được yêu cầu nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ. Với chức năng nhiệm vụ được phân công, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, sẵn sàng các phương án để bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giải quyết các vụ việc gây rối an ninh trật tự. Nhiệm vụ trực tiếp của lực lượng cảnh sát cơ động trước, trong và sau lễ thì sẽ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại các trung tâm hành chính chính trị của tỉnh và trên các tuyến đường trọng điểm, nhằm hạn chế mức thấp nhất về cái tình trạng đua xe trái phép cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Thực hiện chủ trương kích cầu du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách đến vui chơi nghỉ dưỡng. Trong đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn cho du khách được đặt lên hàng đầu. Là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, trước những ngày nghỉ lễ, Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã, tổ chức tuyên truyền cho người dân, các cơ sở kinh doanh lưu trú về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại cơ sở. Để đảm bảo cho nhân dân địa phương và du khách đón lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vui tươi, an toàn, Công an thành phố đã huy động 100% quân số trực ban, trực chiến, bổ sung lực lượng từ các phòng nghiệp vụ công an tỉnh. Cùng với đó, Công an thành phố đã tăng cường cán bộ chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ xuống các địa bàn, tập trung đông khách du lịch, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông được Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm chỉ đạo. Về phía Công an thành phố thì cũng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố phối hợp với các lực lượng ban ngành trên địa bàn thành phố để thực hiện cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Trong đó lưu ý là không để xảy ra những cái tình huống phức tạp về an ninh trật tự, rồi không để ùn tắc giao thông và đảm bảo cho an toàn cho du khách cũng như là nhân dân trên địa bàn thành phố được hưởng cái kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ. Không chỉ thành phố Vũng Tàu, công an các địa phương, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở, cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở người dân, du khách giữ gìn trật tự công cộng và vệ sinh môi trường tại các khu điểm du lịch, nơi tập trung đông người. Công an thị trấn Long Hải cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn xây dựng cái kế hoạch về việc mà đảm bảo an ninh trật tự. Sau khi mà triển khai cái kế hoạch đó thì lực lượng công an cũng đã phối hợp tổ chức lực lượng tiến hành tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn, đồng thời cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra cái an toàn phòng cháy chữa cháy và thường xuyên tuần tra những cái điểm nóng để hạn chế cái người dân mà tụ tập đông người. Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, trước và trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát,
xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải thiện phương tiện, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường các biện pháp xử lý đối với thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là có hành vi thay đổi công năng kết cấu của phương tiện. Với việc chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được giữ vững ổn định, góp phần mang lại một ấn tượng tốt đẹp về một Bà Rịa Vũng Tàu an ninh an toàn đối với người dân và du khách.